Chào mọi người, chúng ta lại có mặt tại Vinhome Ocean Park. Chúng ta lại có mặt tại dự án Vinhome Ocean Park. Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên hết cái giãn cách xã hội. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với những cái công việc tại Vinhome Ocean Park. Hôm nay thì sẽ có những clip review về một số căn biệt thự đơn lập Hải Âu dãy 01 để cho quý anh chị cùng tham khảo số lượng những cái căn biệt thự đơn lập mặt biển hồ nước mặn này thì nó chỉ khoảng trên dưới 20 căn. Phía trước này chính là khu vực biển hồ, thì công trường của Vingroup họ cũng ngừng thi công khoảng 3 tuần nay rồi. Thì hôm nay cũng là cái ngày đầu tiên mà họ quay trở lại làm việc, khá là đông đúc. Mình đi qua cái khu vực vào nhận nhà chung cư ấy, thì cư dân hôm nay họ sang xem nhà rất là đông. Còn khu vực thấp tầng thì chưa thấy có chủ nhà sang xem ấy. Biển hồ nước mặn thì sau khoảng hơn một tháng mình quay trở lại cũng chưa có gì khác biệt nhiều. Thì ở đây thì có một cái khác là các bạn nhìn cái cát ở phía trước biển hồ đây, thì chủ đầu tư họ đã đổ cát màu trắng lên. Ngày trước nó là cát màu vàng như giống cát xây, còn bây giờ nó là cái cát màu trắng. Cát này mới là cát chở từ Khánh Hòa ra này. Trong khu vực biển hồ thì hiện tại vẫn chưa có nước. Mình nghĩ là họ vẫn chưa hoàn thiện cái phần thi công xong. Và trời mưa nên cái nước ở phía dưới lòng hồ nó chính là cái nước mưa. Trở lại với cái ngày hôm nay là ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 4 2020 âm lịch, ngày 23 tháng 4 dương lịch. Năm nay sẽ có nhuận 2 tháng 4. Thì ngày mùng 1 này rất đẹp, sáng ra thì có mưa nhỏ và bây giờ nó hửng nắng. Sau khi mà qua Vinhome Ocean Park thì mình thấy dự án rất là sáng sủa, nhìn nó rất là sạch và sáng. Đang đi ngoài đường, mình đang ở bên Eco Park qua thì thấy bên này nó rực sáng, tại vì họ thi công cái phần sơn lót ngoài của các cái khu Ngọc Trai. Và cái khu chung cư thì cư dân về nhận nhà nên dần nhìn nó sạch sẽ và nhìn nó rất là bắt mắt. Hôm nay mình sẽ nói về một số căn Hải Âu ở cái mặt biển hồ nước mặn mà trong quỹ đầu tư của công ty đang sở hữu, và có một số khách hàng, một hoặc hai khách hàng thôi, họ có gửi bán.